Chào các bạn, mình là Anna, còn mình là Elsa, tụi mình là hai chị em. Và đây là nhà bếp giấy của tụi mình nè, tại vì tụi mình là búp bê bằng giấy mà. Ok, bây giờ chị Bí Đỡ sẽ thay trang phục cho hai bạn này nha. Đây là hai cái váy. Công chúa Elsa, công chúa Tuyết Elsa sẽ mặc váy màu cam. Công chúa này video trước chị Bí Đỡ đã làm một video rồi. Hôm nay chúng ta có thêm người em nữa, đó là công chúa Anna. Wow, cũng rất là dễ thương có đúng không? Còn đây là công chúa Anna, chúng ta có thể tháo mái tóc của bạn này ra được đó. Và cũng có thể gắn vào lại được. Rồi, bạn này chị Bí sẽ cho mặc váy màu xanh nha. Wow, dễ thương quá. Đừng quên là gắn cái này vào đây, cho nó chặt lại nha. Chị Elsa ơi, à chị đây. Chị Elsa, bây giờ hai chị em tụi mình sẽ vào nhà bếp nấu một số món ăn nha. Các bạn ơi, giới thiệu với các bạn, đây là căn nhà bếp mới của tụi mình nè. Căn nhà bếp hoàn toàn bằng giấy hết, tất cả các đồ dùng ở đây đó đều bằng giấy hết luôn, do chị Bí Đỡ tự thiết kế đó. Nếu bạn các bạn thích nhà bếp này, hãy bấm vào nút like liền bây giờ nha. Và có một cái tủ lạnh ở phía dưới nữa đó. Rồi bây giờ mình sẽ vào nhà bếp đây. Anna ơi, Anna ra phụ chị đi. Dạ em đây nè, em sẽ phụ chị nấu ăn nha. Được đó, cảm ơn em. Thôi bây giờ sẵn chén dĩa còn dơ nè, em hãy phụ chị rửa chén đi. Chị sẽ nấu ăn. Ok, vậy em sẽ rửa chén vậy. À, đây là những cái chén dĩa còn dơ đây. Hồi sáng tụi mình ăn sáng rồi, tụi mình làm biếng rửa quá. Bây giờ phải rửa thôi. Anna, em rửa những cái đống chén đó đi. Bây giờ chị sẽ nấu ăn nha. Nhưng mà trước hết thì chị sẽ mặc những cái váy này vào. Được cho em một cái đi. Rồi đây là cái đồ dùng để cái váy để nấu ăn, để cho nó không bị dính vào quần áo của chúng ta đó. Chị ơi, em mặc như thế này có được không? Quá dễ thương luôn Anna. Thôi bây giờ em rửa chén nha. Bây giờ đến lượt cái Elsa nè. Khó mặc vào quá. Vì vậy chúng ta phải tạm thời lấy cái tóc ra. Cho bạn này đầu trọc một lúc đi nha. Rồi gắn vào đây. Dễ thương quá, hai chị em này giống y như hai chị em sinh đôi luôn. Chỉ điều khác là cái mái tóc khác nhau thôi. Ok, xong rồi. Được rồi, bây giờ mình sẽ nấu ăn. Đây là cái nồi đây các bạn ơi, cũng bằng giấy luôn nhưng mà bằng giấy kim tuyến. Thế cái nồi này mình sẽ nấu súp đi, nấu súp rau củ quả đầy đủ hết. Mình sẽ cho nước vào. Rồi một ít nước mình sẽ để lên bếp nha, bếp ga, tủ lạnh nè, để xem có cái gì ở đây không. Ôi mình thấy có rất là nhiều thứ, trước hết mình lấy cá ra đi. Rồi đây là bí đao nè, rau bắp cải nè. Bây giờ mình sẽ bỏ vào đây đi rửa nha. Bỏ rau vào đây rửa nè. Bỏ cà chua vào luôn nha. Rồi xong rồi, rửa xong á thì mình nước sôi rồi mình sẽ cho rau củ quả vào đây. Mình sẽ luộc. Thôi mình nấu canh đi, nấu canh ngon hơn luộc. Rồi cà chua luôn. Cái này là rau củ quả thập cẩm đó. Đây một trái bí đao khổng lồ. Mình thích ăn rau quả lắm. Và đây là cái chảo đây, mình sẽ chiên cá bên đây. Đó, để vào. Để tăng thêm hương vị, mình sẽ cho một ít bột nêm vào đây. Đây là bột nêm từ hoa củ quả, rất là ngon. Cá nữa nè. Mình thích ăn hơi mặn một chút cho nên mình cho muối vào. Rồi để nắp lại. Mình thích ăn trái cà tím lắm cho nên mình cũng sẽ xắt cà tím ra. Đây là nho nè. Nhìn hấp dẫn quá chị Elsa ơi, hình như cá chín rồi kìa. Thôi được rồi, để chị sẽ lấy ra. Đây, cá để vào dĩa nha, mỗi người một con. Cho lên bàn chuẩn bị ăn thôi. Nhìn hấp dẫn quá, cho mọi người một cái nĩa nha. Xong rồi các bạn ơi, tụi mình đi ăn đây. Các bạn ơi, nếu như các bạn muốn hai chị em tụi mình xuất hiện vào những video tiếp theo nữa thì các bạn hãy nhanh tay lên bình luận ở phía dưới và nói cho chị Bí Đỡ biết nha. Và các em thân mến, video của chị Bí đến đây là hết rồi. Chúng ta hãy nhìn ngắm lại hai chị em xinh đẹp Elsa và Anna
vài căn nhà bếp bằng giấy do chị Bí Đỡ tự thiết kế luôn. Chị Bí Đỡ làm cái này trong vòng 2 ngày đó. Cho nên các bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấp vào nút đăng ký. Và nếu thích video hãy nhấp vào nút like. Bạn nào chưa đăng ký nhấp vào nút đăng ký màu đỏ ở đây. Nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo. Và cái mũi tên ở đây để chia sẻ video qua Facebook cho các bạn khác cùng xem. Các em có thể ghi nội dung như thế này: các bạn hãy xem video mới với chị Bí Đỡ nha, và bấm chữ chia sẻ phía trên. Cảm ơn tất cả các em. Các em hãy nhấp vào những bức hình này để xem các video mà mình yêu thích khác nha.